Tôi nói hơi dài cái bài giảng của Đức Thanh Cha. Đức Thanh Cha nói, phê -rô đã thấy Chúa nhìn vào mình. Hôm nay, Maria cũng nói, Ngài đã đói thương nhìn đến. Chữ đói có nghĩa là từ trên cao, quan tâm nhìn xuống. Phận hèn của người tớ nữ. Trong cái xã hội do Thái, người đàn bà bị khinh dễ. Maria cất tiếng nói rằng, Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa là đấng cứu chuộc tôi. Vì Chúa đã đói nhìn đến phận hèn người tớ nữ của Chúa. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót của Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ người. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát, no đầy ân phúc và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ của Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của ngài như chúa đã phán cùng các tổ phụ của chúng tôi cho Abraham và dòng dõi của ông đến muôn đời Maria ở lại với bà Elizabeth độ ba tháng đoạn người trở về nhà mình đó là lời chúa lời chúa Cái điều tôi muốn thưa ở đây là cách đây ba hôm người ta thông báo tức là Vatican thông báo Đức Thánh Cha cho phép các linh mục, các phó tế nếu muốn bởi vì Ngài không ép được chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái. Thế là cả thế giới nhau nhau lên chửi Đức Thánh Cha vô lý vô cùng chửi nói Đức Thánh Cha khuyến khích những người đó phạm tội. Cái lòng của họ tôi đọc thấy nhỏ hơn cái lòng con gián. Này. Tôi nói câu này cả thế giới nghe đó. Họ tức tôi lắm đó. Bởi vì Đức Thánh Cha nói các tư tế có quyền từ chối mà. Ai không thích thì thôi. Đức Thánh Cha muốn vẽ lên một gương mặt nhân từ của Thiên Chúa. Những người được dựng nên như vậy đâu phải họ muốn. Đức Thánh Cha nói đi nói lại vẫn không chấp nhận. Đây là phép lành chứ không phải bi tích. Họ cứ quàng cái đó qua là bi tích để chứng tỏ ra bi tích đó sẽ là bi tích hồn phối. Họ ăn nói ngắn quá. Cái ruột nó ngắn hơn ruột con sâu. Tức quá tôi phải nói vậy. Tất cả những người nào lên tiếng chửi Đức Thánh Cha là phạm một cái tội thứ nhất, tội bất trùng. Vậy thôi, còn tôi không biết họ khổ nữa Đức Thánh Cha hay không, Tôi không dám nói có lẽ họ khôn hơn trên phương diện đời trên phương diện vẽ lên gương mặt nhân từ của thiên chúa không ai bằng đức thánh cha Xì-cô hiện nay nói thật như vậy đức thánh cha trong một bài giảng cách đây chừng mấy tuần thôi nói về cái cuộc sa ngã của Pharaoh ngài viết mà đọc nó thấm Ông Phêrô đi theo Chúa ba năm. Chúa nhìn ông, ông nhìn Chúa trong ba năm đâu phải ít. Mà đâu phải ở khách sạn, ở mỗi người một phòng, Quy quần ở góc cây, đậu đường xó chợ thì nằm gần nhau. Nhất là cái năm cuối không ai dám chưa chấp. Ở ngoài bờ bụi, nằm bên cạnh nhau. Vậy mà, tới giờ cuối cùng ông mới chối Chúa ba lần mặc dù Chúa đã báo trước ông tin tự phụ không tin đứa nào đụng tới thầy phải bước qua xác tôi nói rớt hay ai nói cũng được bất kỳ người nào nói cũng được nhưng đụng chuyện chối và công khai nói tôi không biết cái ông đó là ai cái điều đó nghe nhẹ hả không có nhẹ đâu Ông thầy yêu thương mình kêu mình đi Mà mình nói với một cái đám đông Trong đó cái người tố cáo mình lại là một đứa con gái ở, đợ Một nữ tỳ Mà ông ấy đứng lên nói tôi nói thề với mọi người Tôi không biết ông đó là ai Tội đó không nhẹ Mặc dù tôi không có quyền kết án Nhưng mà ngay sau đó Trói đi dẫn trên hành lang Chúa nhìn xuống cái sân đang sưởi ấm Có phê đứng đó chú nhìn xuống tôi bị lôi đi rồi chắc lúc đó đã bị đánh đập rồi và cái nhìn đó ông phê giật mình ba năm rồi ông không để ý tới cái nhìn của thầy bây giờ ông thầy nhìn để cho thấy con hèn yếu thấy chưa con tự phụ thấy chưa con nóng nảy thấy chưa con khoe khoang thấy chưa còn rất yếu đuối thấy chưa con phản tặc mà Chúa ông nói trong cái nhìn soi vào ông thấy hết mọi thứ đó một ông lên lớn tuổi như ông dân chài như ông rơi nước mắt không có dễ vậy mà lúc đó sau ba năm rồi lần đầu tiên Phêrô khóc để rồi từ đó đến chết đi theo Chúa Giêsu tôi nói hơi dài cái bài giảng của Đức Thánh Cha Đức Thánh Cha nói Phêrô đã thấy Chúa nhìn vào mình hôm nay maria cũng nói ngài đã đoái thương nhìn đến chữ đoái có nghĩa là từ trên cao quan tâm nhìn xuống phận hèn của người tớ nữ trong cái xã hội do thái người đàn bà bị khinh dễ mà gọi là người đầy tớ nữa đức mẹ xưng mình là người đầy tớ càng bị khinh hơn nhưng chúa không khinh chúa đã nhìn xuống phận hèn người tớ nữ Tôi bắt một câu đó thôi. Đức Thánh Cha sau bài giảng về phê -rô, nói với từng người chúng ta, tôi xin các giám mục, các linh mục, các giáo dân, anh, ông, bà, anh, chị em, hãy ngồi trong phòng, đừng đọc chi nhiều hết á. Để cái ảnh Chúa Giêsu trước mặt. Nếu được có cái ảnh của phong trào cuộc si cái ảnh đó người ta bán đầy hết đó. Để thấy hai cặp mắt thật to của Chúa Giêsu để trước mặt mình, ngay trước nè không có để xa rồi nhìn vào đó đi đừng đọc cái gì nhiều hết đó đức thánh cha bảo cứ im để cho chúa nhìn tự nhiên mình sẽ lòi lên những cái khốn khổ của mình tự nhiên mình sẽ lòi lên cái yếu đuối của mình cái dối trá của mình cái kiêu căng của mình cái tự phụ tự mãn của mình nó lòi lên hết dưới cái nhìn của chúa chúa thấy hết mà chúa đâu có khính. Bữa nay Đức Mẹ đại diện chúng ta nói, người đã đói thương phận hèn tớ nữ, với chính vì vậy mà từ nay đến muôn đời ai cũng khen tôi được diễm phúc vì đấng toàn năng đã ở cùng tôi, đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều cao cả. Đức Thánh Cha nói, có bao giờ mình mượn những lời kinh đó để mình thưa với Chúa sau khi để Chúa nhìn vào mình chưa? Tôi đoán là chưa mình đọc kinh magnificat đọc chung không à có bao giờ mình ngồi riêng trong phòng mình trên giường mình trước cái tượng cái ảnh tôi nói cái ảnh vì nó to bằng cái mặt của mình á có hai con mắt đó cứ nhìn vào đó đi đừng làm gì khác đừng ham đọc nhiều lời đọc không mà không lưu tâm gì hết bắt trước ông Ferro đang bẽn lẽn ngồi bên đống lửa mấy đám kia nó sùm xùe, nó vẫn tiếp tục tấn công ông nó nói ông nói tiếng Galile ông là người trong bọn họ chắc chắn lúc đó ông đang quanh co ông nhìn lên cao Chúa nhìn ông và ông thấy ông là người phản trách miệng hùng mà gan sứa hứa cho đã không dám làm ông trở lại mẹ Maria cho chúng ta bài học mà nhiều khi chúng ta đọc đi đọc lại kinh Magnificat cả vạn lần rồi không bao giờ mình nghĩ rằng lời ơi Chúa lại Chúa Chúa nhìn đến con Chúa nhìn đến một bà già mà không ai biết tên tuổi đi ngoài đường chẳng ai biết nhưng Chúa biết nhất là ở cái xứ này người tây phương nó đâu biết mình là ai không sao Chúa biết Chúa đói thương đến phận hèn của mình và mình có hãnh diện để nói rằng nhờ Chúa thương con mà con được diễm phúc đến đời đời. Hay là cứ buồn rầu lặng tôi bất hạnh hơn gia đình kia. Tôi không may mắn bằng gia đình nọ. Tôi không tài ba khéo léo bằng cái bà kia. Vân vân. Vô ích. Dựa trên cái bài này của Maria. Maria không có đặt ra cái kinh Magnificat. Ai đi sưu tầm đi. Kinh đó có trong cửa ước mà Maria thuộc lòng nhưng đọc lại trong trường hợp của mình bên cạnh bà Elizabeth giống hệt như vậy cho nên coi như hai người đọc hai người đều là phận hèn của một đầy tớ nữ thật dễ thương quý vị sống đạo như vậy đừng có lý thuyết chúng ta cảm ơn Chúa Ngày 22 còn có 3 ngày nữa Bước vào đại lễ Giáng sinh Chúa cho chúng ta một khía cạnh nhỏ thôi Mỗi năm Chúa vẫn đói nhìn Từng giây phút Chứ không phải mỗi năm có một dịp Là dịp mùa vọng và mùa chai Chứ không Từng giây phút Chúa vẫn tiếp tục đói nhìn Làm sao để mình có được Cái tâm tình nếm được đó Của ông phêrô Ông ấy nếm được Chúa thương ông Chúa không có trách, Chúa nhân từ, Chúa biết mình yếu, Chúa muốn nâng lên. Mình có đưa tay hay à không À? Để Chúa kéo lên không? Chúa muốn mình mỏng giòn, mình có để Chúa thêm sức mạnh không? Vân vân. Chúa muốn mình ngay thẳng, mình có để Chúa soi tận những gian dối trong tâm hồn mình không? Hãy để cho Chúa nhìn vào đi. Cho nên cái câu hỏi mà bản tiếng Anh nó dịch từ bài giảng của Đức Thánh Cha là What do you think God thinks when he looks at you? Bạn nghĩ gì? Bạn cảm nghiệm gì khi Chúa nghĩ lúc mà Chúa nhìn vào mày và ông và bà? Đó, cứ ngồi đó tưởng tượng bây giờ Chúa thật nhìn tôi, Chúa nghĩ cái gì? Không cần nói nhiều. Đó. Tóm tắt Bài tin mừng của ngày 22 tháng Chạp Là cái ngày nhắc cho mình nhớ Mình có hèn hạ mấy Chúa vẫn đói nhìn Xin Chúa ban cho chúng con niềm vui Bởi vì có một đấng Trên cao, trên xa như vậy Mà nhìn đến con Làm gì cũng hạnh phúc Đi đâu cũng hạnh phúc Làm sao để được vậy nếu không để Chúa nhìn vào cuộc đời mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hai tuần trước lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, tôi có đồng tế với cha Sơn. Đêm đó tôi đi và trưa nay tôi về là 13 ngày, mất hết hai ngày trên phi cơ. Hai ngày rồng rã đó. Rồi tôi đi hai tiểu bang một là texas nhưng ở lâu nhất ở dưới cali hai tiểu bang mà bốn chỗ khác nhau tức là bốn nơi bốn giáo sứ khác nhau đi qua đó lạnh về nhà đổi nóng mất tiếng đó cho nên thay đổi thời tiết lẹ quá cơ thể theo không kịp qua đó lạnh thì mình trùm cho ấm vẫn được mà khi đang lạnh về nóng mở trận ra đi người ta quánh chết cho nên lại bị mất tiền đó là lý do chắc cũng có gì vui để kể bởi vì làm đầu tắt mặt tối đó nhất là cái nhà thờ kính tôi biết có nhiều vị đã vào đó rồi nhà thờ của tổng giáo phận orange cái cam á, Nhà thờ đó gồm có cộng đoàn người Mỹ, cộng đoàn người Việt, cộng đoàn người Mễ, Mễ Tây Cơ. Hai tối tĩnh tâm thứ hai và thứ ba dành cho cả ba cộng đoàn nhưng ở ba phòng khác nhau. Hai cái hội trường lớn lắm, có thể chứa một ngàn người như không. Một cái hội trường dành cho những giáo dân, giáo hữu người Mỹ, một cái người Mễ, cái người Việt, Tòa giáo mục sắp xếp nói chắc người Việt đông lắm cho nên cho vô nhà thờ chánh tòa. Lần đầu tiên tôi bước vô nhìn lên cái trần, cái mình ngộp vì nó cao quá. Mình cảm thấy mình giống như bị cái không gian nó đè xuống. Mà âm thanh của họ tuyệt vời, ánh sáng tuyệt vời. Quý vị ngồi trong nhà trước máy bay nó bay ở ngoài, quý vị thấy Nó hay lắm nữa đó. Nó lấy ánh sáng khắp nơi đó. Tôi tôi không dám nói nhiều Nhưng tôi về đến nhà Thì có người gửi cái chuyện cười Thế là tôi đọc liền thôi Cái anh đó mỗi lần vẫn đi lễ ngồi dưới đó, đó. Anh Trần Thế Lợi đó Anh hồi hương rồi Đợi hoài bộ di trú không cho nhập Mười năm Không giấy tờ không tiến bộ gì hết Thôi anh xin chính quyền Úc cho anh về Anh hạnh phúc anh về Vợ con mừng là vì đứa bé hai tuổi, anh về nó 12 tuổi rồi, ví dụ vậy đó. Anh gửi cho tôi chuyện cười, anh nói, Sài Gòn bây giờ xe đông quá. Cho nên rất nhiều con đường, càng ngày càng nhiều, chính phủ quyết định cho chạy một chiều. Ví dụ Phan Thanh Giảng một chiều, Hai Bà Trưng một chiều, Điện Biên Phủ một chiều, vân vân Hồng Thập Tự một chiều, có đi qua đi lại, đi qua đi lại, thì bớt kẹt xe, đúng rồi chuyện xảy ra ở đường Nguyễn Trãi, quận 5. Một bà ở dưới quê lên đi tìm thân nhân. Bà thấy cái đoàn người nó đi miết thôi. Bà đợi hoài. Rồi hồi đèn đỏ bà mới băng qua được. Bà nhìn lại nó vẫn còn đi. Bà đứng đợi nó cứ đi vậy. Bà biết xài điện thoại, bà nhắc điện thoại lên, bà hỏi con mày, ở đường Nguyễn Trãi có cái công ty gì mà thợ nó đông khủng khiếp. Tao đứng đón tiếng đồng hồ thợ nó đi đó mà chưa hết. Chiều, ra rồi, chiều về bà đi ra xe bát đó, cũng thấy thợ còn đi đường đó nữa. Bà nói vậy cái xưởng nó bắt đầu lúc nào, nghỉ lúc nào. Kinh quá ha. À một người đó còn một bà khác lên thành phố thì đứng đợi xe bớt thằng con nó nói mẹ kêu. nghe nó kêu là mẹ biết đi chỗ nào liền mẹ biết đi đâu rồi ừ đúng rồi bến phạm thế hiển rồi mẹ cứ đứng đó đi tới cái, cái, thằng đồ nó nói nguyễn trãi nguyễn trãi không phải bà cũng không đi nữa kêu miết rồi bà đợi hoài nghe nói nó kêu tên mình sao nó không kêu bà phải ngồi đợi chừng nào nó kêu nguyễn thị hai thì mới leo lên đi Thật ra nó đâu có kêu, nó kêu lê lợi, lê lai, trần quốc toán rồi không à Cho nên nhà quê cũng tội nghiệp. Tôi cũng mới bị một cái nhà quê trên máy bay, dù ngu gì tôi kể ở đây. Chừng nào thân mật lắm mới dám kể vì nó quê chưa từng có, cho nên không nói. Chúa, Ngài vẫn nói chung tim Yêu dù con đầy yêu đuối, Chúa à, ngày vẫn luôn ôm con trong tay. Dù con sợ lo biết bao nhiêu điều, dù cho lòng con bụi nghĩa vụ chọn con dâng hiến cả đời cho Chúa. Thì ra Chúa đã yêu nhưng không rồi. từ khi chưa có cả đất trời. Ngài đã yêu con, Ngài đã chọn con cho Ngài. Và con dâng Chúa đôi tay này, và con dâng Chúa con tim.